xin chào tất cả quý khán giả yêu mến của kênh Yêu Bóng Đá. Mình là Bích Huệ sẽ tiếp tục đồng hành cùng với các bạn để tìm hiểu những tin tức đặc biệt thú vị trong thế giới bóng đá của ngày hôm nay. Trước khi đến với những tin tức ấy, các bạn đừng quên dành tặng cho chúng mình một subscribe và theo dõi kênh để không bỏ qua những tin tức mới nhất về thế giới bóng đá nhé. Còn ngay bây giờ, hãy cùng tìm hiểu xem hôm nay có gì đặc biệt nào. Mối lương duyên giữa Cristiano Ronaldo và Manchester United những tưởng đã chấm hết từ 2009 khi anh rút áo ra đi. Nhưng không ngờ sau 12 năm xa cách, bây giờ họ tái ngộ vào mùa hè 2021. Khi ấy, cả Ronaldo và MU đều vô cùng hạnh phúc trước sự tái hợp này. Ngày CR7 trở về, câu lạc bộ đã từng nuôi dưỡng, đào tạo và đưa anh đến đỉnh cao danh vọng. Không khí thật tuyệt vời, câu lạc bộ và các đồng đội không giấu được niềm vui và sự háo hức khi đăng hàng loạt những tin tức lên mạng xã hội để chúc mừng anh. Jesse Lingard chia sẻ ngắn gọn, Ronaldo muôn năm, hay đơn giản như Bruno Fernandes, Harry Mugger đều viết, chào mừng anh đã trở về nhà. Đáp lại sự chào đón nhiệt liệt của mọi người, Ronaldo chính thức ra mắt trong trận đấu với Newcastle United và lập tức hủy diệt đội bóng bằng cú đúp bàn thắng. Người hâm mộ MU chắc hẳn rất nóng lòng khi chứng kiến những bước chạy đầy tốc độ như thủ đôi 10, kỹ năng chọn vị trí và đánh hơi cơ hội vẫn vẹn nguyên nơi sát thủ vòng cấm trong phiên bản CR7 36 tuổi khi ấy. Còn đối với Ronaldo, sau khi đã ghi gần 800 bàn ở cả cấp độ câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia, giành được vô số danh hiệu lớn nhỏ trong sự nghiệp kéo dài gần 2 thập kỷ, tiền đạo người Bồ Đào Nha thừa nhận cảm xúc của anh cũng vẫn vẹn nguyên những hồi hộp lo lắng như thuở đầu đến với MU trong lần thứ 2 ra mắt đội cũ. Màn chào sân quá ấn tượng, ngay lập tức cơn mưa lời khen hướng về siêu sao Bồ Đào Nha và kỳ vọng vào một tương lai sáng lạ của MU khi Ronaldo bên đời. Thế nhưng, sau bước chạy đà hoàn hảo là những cay đắng bắt đầu được phô diễn ra. Suốt quãng thời gian Ronaldo trở về MU, báo chí không mấy ngày được yên khi liên tục là cãi vã, tranh luận và chỉ trích nổ ra xung quanh cả CR7 lẫn đội bóng. Ronaldo thường xuyên không được cho ra sân, Ronaldo cãi nhau với huấn luyện viên chỉ trích Ronaldo, Ronaldo chỉ trích lại huấn luyện viên, Ronaldo đá thua, Ronaldo sa sút phong độ, Ronaldo làm ảnh hưởng đội bóng, Ronaldo nên giải nghệ. Và mới đây nhất là pha chỉ trích thậm tệ câu lạc bộ và huấn luyện viên tới từ vị trí Ronaldo đã gây lên một cuộc khẩu chiến cực kỳ khủng khiếp trên mạng xã hội. Rốt cuộc, MU hay Ronaldo mới là người hủy hoại đối phương hay đơn giản chỉ là sự không phù hợp? Cơn sốc truyền thông trước World Cup tới từ bài phỏng vấn gần đây của siêu sao số 7 trên truyền hình Piers Morgan Usainsort trước khi anh tới Qatar hội tụ cùng đội tuyển. Theo bài phỏng vấn, Ronaldo mô tả hiện tại là giai đoạn khó khăn nhất cuộc đời, cả kể về chuyên môn lẫn cá nhân, và cảm thấy bản thân bị phản bội bởi cách đối xử của Man United cũng như vô cùng khó chịu khi trở thành người luôn bị đổ lỗi cho mọi thứ tiêu cực ở câu lạc bộ và buộc phải tìm bến đỗ mới. Câu chuyện giãn nứt tình cảm nghiêm trọng này xảy ra có lẽ xuất phát từ việc Man United thay huấn luyện viên mới. Trong hơn một năm qua, tiền đạo Bồ Đào Nha làm việc dưới trướng 3 huấn luyện viên ở Man United. Đầu tiên là đồng đội cũ Ole Gunnar Solskjaer, người rất được Ronaldo tôn trọng nhưng đã bị sa thải chỉ vài tuần sau khi anh được trở lại sân Old Trafford vào hè 2021. Với hai người còn lại, huấn luyện viên tạm quyền Ralf Rangnick và huấn luyện viên đương nhiệm Erik ten Hag, Ronaldo tỏ ra bất phục khi đề cập tới Rangnick, người đã không nắm quyền ở cấp câu lạc bộ trong hơn một thập kỷ trước khi ngồi vào ghế nóng ở Man United. Anh nói, nếu bạn thậm chí không phải là huấn luyện viên thì làm sao có thể dẫn dắt Man United, tôi thậm chí chưa bao giờ nghe nói về ông ấy. Tiền đạo 37 tuổi sau đó thừa nhận, anh cũng không tôn trọng Ten Hag vì huấn luyện viên đương nhiệm cũng không tôn trọng anh. Nếu bạn không tôn trọng tôi sẽ không bao giờ tôn trọng bạn. Ronaldo nói câu này hai lần khi trả lời về Ten Hag. Dĩ nhiên, phía sau sân khấu, không ai biết Ronaldo và Ten Hag đã thực sự xảy ra những chuyện gì. Nhưng nếu theo dõi sẽ dễ dàng nhận ra, Ronaldo không thực sự được huấn luyện viên Ten Hag trọng dụng, mặc dù anh là một siêu sao đẳng cấp thế giới. Erik ten Hag thường xuyên điền tên CR7 vào danh sách dự bị và để siêu sao 37 tuổi ngồi trên băng ghế theo dõi trận đấu, mặc cho trong lòng rất sốt ruột nhưng cuối cùng cũng chẳng nhận được bất cứ phản ứng nào từ phía huấn luyện viên. Đường đường là một siêu sao với sự nghiệp lẫy lừng, bóng chốc trở về câu lạc bộ và bị ngồi ngoài sân, điều này đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới tâm lý cũng như mang lại tổn thương về danh dự với Ronaldo. Suốt quãng thời gian sau đó, Ronaldo thỉnh thoảng được cho ra sân thi đấu nhưng không còn được tốt, thường xuyên phạm sai lầm dẫn tới nhiều trận thua đáng tiếc. Do ít được thi đấu và ảnh hưởng tâm lý nên phong độ của anh ngày càng sa sút, liên tục sau những trận đấu là những màn chửi bới từ phía cổ động viên, cộng đồng mạng, huấn luyện viên hay thậm chí mới đây là từ đồng đội cũ. Wayne Rooney thậm chí công khai chê anh đã làm điều không thể chấp nhận được và khuyên Man United sớm thải loại tiền đạo Bồ Đào Nha.
Ronaldo gây sao nhãng không cần thiết khi đội bóng đang tái thiết. Cậu ấy nên tập trung vào chuyên môn và sẵn sàng thi đấu khi huấn luyện viên cần đến thì hơn. Từ ngây hùng của MU, Ronaldo giờ đây trở thành mọi nguồn cơn của sự chỉ trích. Hồi tháng 4, Ronaldo trải qua cú sốc lớn khi thông báo một trong hai bé song sinh của anh và bạn gái Georgina Rodriguez đã qua đời. Tuy nhiên, tiền đạo Bồ Đào Nha vẫn tìm thấy sức mạnh để tiếp tục thi đấu, một phần được thúc đẩy bởi sự ủng hộ từ người hâm mộ, kể cả đối thủ. Thậm chí cổ động viên của Liverpool đã hát vang câu hát quen thuộc trong You Will Never Walk Alone, bài hát truyền thống của câu lạc bộ ở phút thứ 7 trận tiếp Man United. Tôi không ngờ đến cảnh tượng đó, Ronaldo xúc động thừa nhận. Ronaldo và Georgina cũng nhận được thư chia buồn từ Hoàng gia Anh, điều khiến anh và gia đình vô cùng ngạc nhiên và cảm động. Tuy nhiên, Ronaldo cảm thấy không được Man United ủng hộ và thậm chí thiếu sự đồng cảm. Sau cú sốc mất đi người con, hồi tháng 7, anh không thể hội quân đúng hẹn với Man United vì muốn ở lại cùng con gái 3 tháng tuổi phải nhập viện. Theo Ronaldo, ban lãnh đạo Old Trafford thậm chí còn nghi ngờ khi anh giải thích lý do chưa thể hội quân, điều khiến anh thấy tồi tệ và bị tổn thương. Cách câu lạc bộ đối xử với anh không hề giống đoạn kết trong một câu chuyện cổ tích. Chỉ hơn 14 tháng trước, Ronaldo trở lại Man United trong thương vụ khiến cả thế giới bóng đá sửng sốt và say mê. Ban đầu, Ronaldo được cho đã đàm phán xong với Man City. Tuy nhiên, Sir Alex Ferguson đã can thiệp ngăn chặn vụ chuyển nhượng này bằng mọi cách để chiêu mộ lại anh chàng. Trong trận đấu đầu tiên, trở lại Old Trafford, nơi còn được gọi là nhà hát của những giấc mơ, Ronaldo lập cú đúp trong trận thắng Newcastle 4-1. Trên khán đài, Sir Alex không giấu nổi niềm vui, còn mẹ Ronaldo và bà Doria Alvaro bật khóc, người hâm mộ Man United hô vang Viva Ronaldo. Hàng giờ sau trận đấu, còn Marcus Rashford đăng lên Twitter, như thể Ronaldo chưa từng rời đi. Nhưng rất nhanh chóng, thực tế lạnh lùng ập đến, Man United ở năm 2021 rất khác so với câu lạc bộ mà anh rời đi năm 2009. Trong khi các đối thủ ngày càng hiện đại, mọi thứ ở Man United hầu như không thay đổi gì về cơ sở vật chất và Ronaldo cho rằng những người điều hành câu lạc bộ hiện đại kém cỏi hơn rất nhiều so với những người tiền nhiệm. Anh bị sốc với tình trạng của các cơ sở tập luyện, từ hồ bơi và phòng tập thể dục đến nhà bếp, dinh dưỡng và chế độ ăn uống và cả công nghệ. Sự cải tiến là con số 0. Ronaldo thở dài. Từ khi Sir Alex rời đi, tôi không thấy câu lạc bộ phát triển gì, không có gì thay đổi. Chủ nhân của 5 quả bóng vàng cũng không hài lòng với thái độ và lối sống buông thả của nhiều cầu thủ trẻ. Những người dường như không có hứng thú trong việc học hỏi từ những kinh nghiệm mà anh đã đúc kết được trong sự nghiệp lẫy lừng. Ronaldo như vỡ mộng khi nhận ra rằng sau nhiều năm thất bại và trì trệ, Man United giờ đây không thể ký hợp đồng với những cầu thủ xuất sắc thế giới, khiến cơ hội cạnh tranh danh hiệu của đội bóng khó hơn rất nhiều. Điều này cũng ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp của anh vì nó không thể đáp ứng đủ. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Có thể thấy rằng sau những phát ngôn gây sốc trước truyền thông thì hiện tại đội bóng chủ nhà Old Trafford vẫn chưa có bất kỳ ý kiến nào cả. Cả Ronaldo và MU đều đã khác xa 13 năm về trước. Thà rằng đừng gặp lại nhau thì những ký ức vẫn còn nguyên vẹn phải không nào? Chắc chắn khả năng cao Ronaldo và MU sẽ khó tái hợp sau kỳ chuyển nhượng sắp tới. Ý kiến của các bạn như thế nào? Hãy để lại phía dưới bình luận cho chúng tôi biết với nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.